thi thiên 57 Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa. Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa cho đến chừng tai họa đã qua. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi làm sỉ nhục thì Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Phải, Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài. Linh hồn tôi ở giữa các sư tử, tôi nằm giữa những kẻ thổi lửa ra, tức là các con loài người có răng giống như giáo và tên và lưỡi chúng nó khác nào gươm nhọn bén. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Chúng nó đã gài lưới cho chân tôi linh hồn tôi sờn ngã. Chúng nó đào hầm trước mặt tôi, xong lại bị sa xuống đó. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc. Tôi sẽ hát, phải tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức. Hỡi cầm sắc, hãy tỉnh thức. Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, hát ngợi khen Chúa trong các nước. Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, sự chân thật Chúa cao đến các tầng mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Phúc âm mát chương 1. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi có tiếng kêu trong đồng vắng rằng hãy dọn đường Chúa ban bằng các nẻo Ngài. Dân đã tới trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp têm ăn năn cho được tha tội. Cả xứ đê và hết thảy dân sự thành Jerusalem đều đến cùng người xưng tội mình và chịu người làm phép báp têm dưới sông Jordan. Văn mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta. Ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép bắp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép bắp têm cho các ngươi bằng Đức Thanh Linh. vả trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth là thành xứ Galile và chịu dân làm phép bắp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Là có tiếng từ trên trời phán rằng, Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh dục Ngài đến nơi đồng vắng. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Satan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilee giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng, kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Ngài đi dọc theo mé biển Galilee, thấy Simon với anh rê em người, đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng, Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài đi một đổi xa xa. Ngài thấy gia cơ, con CBD với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để CBD cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài. Kế đó, đi đến thành Capernaum, nhằm ngày sa bát tức thì Đức Chúa Giêsu vào nhà hội khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Và cũng một lúc ấy, trong nhà hội, có người bị tà ma ám kêu lên rằng, hỡi giê -xu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai? Là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giêsu nghiêm trách nó rằng, hãy nín đi ra khỏi người này tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ đến nỗi hỏi nhau rằng, Cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời. Danh tiếng Đức Chúa Giêsu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilee. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với gia cơ cùng giăng vào nhà Simon và Andre. Vả bà gia Simon đương nằm trên giường, đau rét. Tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa, Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết Ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ. Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng, hết thảy đương tìm Thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galile, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Có một người phun đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng, nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi liền khi đó phun lặng mất người trở nên sạch tức thì đức chúa giêsu cho người ra lấy giọng nghiêm phán rằng hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và vì ngươi được sạch hãy dâng của lễ theo như môi xe dạy để điều đó làm chứng cho họ nhưng người ấy đi đồn việc đó ra tới đâu cũng thuộc chuyện đến nỗi đức chúa giêsu không vào thành cách rõ ràng được nữa song ngài ở ngoài tại nơi vắng vẻ và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài. Chương 24 Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng Hãy truyền cho dân Israel đem dầu ô ép trong sạch đặng thắp đèn để giữ cho đèn cháy luôn luôn. Aaron sẽ làm đèn đó trong hội mạc, ngoài bức màn che hòm bản chứng, hầu cho đèn cháy luôn luôn từ chiều tối đến sáng mai trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. A-rôn sẽ để các đèn trên chân đèn bằng vàng, cho đèn cháy luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi cũng phải lấy bột lọc, hấp 12 ổ bánh, mỗi ổ cân nặng 2 phần 10 e-pha, đoạn sắp ra hai hàng 6 ổ trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va cùng rắc nhũ hương thánh trên mỗi hàng để làm kỷ niệm trên bánh như một của lễ dùng lửa dân trước mặt Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày sa bát, người ta sẽ sắp bánh này trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn do nơi dân Israel cung cấp. Ấy là một giao ước đời đời. Có một đứa con trai, mẹ là người Israel và cha là người Egypto, đi ra giữa vòng dân Israel đánh lộn tại nơi trại quân với một người Israel. Đứa trai đó nói phạm đến và rủa xả danh Đức Giê-hô-va. Người ta dẫn nó đến môi xe, bèn giam nó vào ngục cho đến chừng Đức Giê-hô-va phán định phải xử làm sao. Mẹ nó tên là Selomit, con gái của Dipri, thuộc về chi phái Đan. Và Đức Giê-hô-va bèn phán cùng môi xe rằng, Hãy đem kẻ đã rủa xả ra ngoài trại quân. Hết hải ai đã có nghe nó phải đặt tay mình trên đầu nó và cả hội chúng phải ném đá nó đoạn hãy nói cùng dân Israel rằng, người nào rủa xả Đức Chúa Trời mình sẽ mang sự hình phạt của tội mình. Ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử, cả hội chúng sẽ ném đá nó. Mặc dầu nó là kẻ khách ngoại bang hay là sanh trong xứ, hãy khi nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va thì sẽ bị xử tử. Kẻ nào đánh chết một người nào, mặc dầu kẻ đó là ai sẽ bị xử tử, kẻ nào đánh chết một súc vật phải thường lại nghĩa là mạng đền mạng khi một người nào làm thương tích cho kẻ lân cận mình thì người ta phải làm thương tích cho người đó lại như chính người đã làm Gãy đền gãi mắt đền mắt răng đền răng người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương vít như chính người đã làm cho người khác kẻ nào làm chết một súc vật thì sẽ thường lại còn kẻ nào giết chết một người thì phải bị xử tử. Bất luận kẻ khách ngoại bang hay là người trong xứ, các ngươi cũng phải dùng một luật lệ vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Vậy, Môi-se nói lại cùng dân Israel, biểu đem kẻ đã rửa xả ra khỏi trại quân rồi ném đá nó. Thế thì dân Israel làm y như lời Đức Jehovah đã truyền dặn Môi-se. Chương 25 Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-xe tại trên núi Sinai rằng, Hãy truyền cho dân Israel rằng, Khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ sa bát cho Đức Giê-hô-va. Trong sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thu hoạch thổ sản. Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa bát cho Đức Giê-hô-va. Ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình, chẳng nên gạt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng và đừng hái nho của vườn nho không hớt sữa ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ phàm vật gì mà đất sinh sản trong năm sa bác sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi cho tôi trai tớ gái ngươi cho kẻ làm thuê của ngươi và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi cùng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ ngươi nữa hết thảy thổ sản dùng làm đồ ăn vậy ngươi cũng hãy tính bảy tuần năm, tức bảy lần bảy năm. Thì giờ của bảy tuần năm này sẽ là 49 năm, rồi đến ngày mồng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thải dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho các ngươi. Ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Năm thứ năm mươi này là một năm hân hỷ cho các ngươi. Không nên gieo, không nên gạt vật chi đất tự sinh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sữa. Vì là một năm hân hỷ, sẽ làm thánh cho các ngươi, phải ăn những thổ sản. Trong năm hân hỷ này, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ. Nếu các ngươi bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình, thì chớ lận anh em mình ngươi sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hân hỷ mà mua với kẻ lân cận mình còn người cứ lấy theo số năm có hoa lợi mà bán tùy theo số năm sau năm hân hỷ ngươi sẽ bù thêm giá tùy theo số năm ít ngươi sẽ giảm bớt giá vì theo số mùa gặt mà người bán cho ngươi chớ ai trong vòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi khá làm theo mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta và noi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ. Đất sẽ sinh sản hoa lợi cho các ngươi, các ngươi sẽ ăn no và được ở bình yên trong xứ. Ví các ngươi nói rằng, nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì trong năm thứ bảy sẽ lấy chi mà ăn. Năm thứ sáu, ta sẽ giáng phước cho các ngươi và năm ấy sẽ trúng mùa bù ba năm. Năm thứ tám, các ngươi sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ chín. Đất không được đoạn mãi vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuột đất lại. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuột lại, phải đến chuột phần đất anh em người đã bán. Nếu người nào không có ai được quyền chuột lại, nhưng tự lo cho có chi chuột lại được, thì phải tính từ năm đã bán, bồi số trội cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm hân hỷ. Đoạn, đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ. Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc, thì có được phép chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán. Phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy. Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn, thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi. Đến năm hân hỷ, nhà đó không ra khỏi tay họ. Nhưng các nhà ở nơi hương thôn không có vách bọc lấy thì kể như ruộng đất, chủ bán có phép chuộc lại. Đến năm hân hỷ, nhà sẽ về nguyên chủ. Còn về các thành của người Lê Vi và về các nhà của họ ở trong thành đó, thì người Lê Vi luôn luôn có quyền chuộc lại. Ai mua của người Levi một cái nhà tại trong thành người Lê Vi. đến năm Hân hỷ nhà đó sẽ về nguyên chủ vì các nhà cửa tại trong những thành người Lê Vi là sản nghiệp của họ giữa dân Israel những ruộng đất thuộc về thành người Lê Vi không phép bán vì là nghiệp đời đời của họ nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ tài sản người lần lần tiêu mòn thì hãy cứu giúp người mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời, và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai đặng ban cho các ngươi xứ Canaan và làm Đức Chúa Trời của các ngươi nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi. Người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu sẽ giúp việc ngươi cho đến năm hân hỷ. Đoạn, người và con cái người thôi ở nhà ngươi, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình. Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ai si -E không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. Ngươi chớ lấn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ đức chúa trời ngươi còn tôi trai tớ gái thuộc về ngươi thì sẽ do các dân chung quanh mình mà ra ấy do nên những dân đó mà các ngươi mua tôi trai tớ gái các ngươi cũng có phép mua tôi mọi trong bọn con cái của kẻ khách kiều ngụ nơi mình và của họ hàng chúng nó sinh ra trong xứ các ngươi vậy họ sẽ làm sản nghiệp của các ngươi các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng về phần anh em các ngươi là dân Israel thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình. Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiều ngụ nơi ngươi, hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy, sau khi đã đem bán mình rồi thì sẽ có phép chuộc lại một anh em người được chuộc người lại hoặc bác chú hoặc con của bác chú hoặc một người thân thích cũng được chuộc người lại hay là nếu người có thế thì chính người phải chuộc mình lấy người sẽ tính cùng chủ mua từ năm nào mình đã bán mình cho đến năm hân hỷ và giá bán sẽ tính theo số năm nhiều hay ít tức là tính như ngày công của người làm thuê vậy nếu còn nhiều năm thì hãy cứ số năm này cân phân theo giá đã bán mình mà chuộc lại nếu đến năm hân hỷ còn ít năm thì hãy tính với chủ mua cứ theo số năm này mà thối hồi số mua mình lại họ đối cùng chủ như một người làm thuê năm chủ không nên lấn lướt mà khắc bạc người trước mặt ngươi nếu người không được chuộc lại bởi các thế ấy đến năm hân hỷ người và các con trai người sẽ được ra tự do vì dân israel là tôi tớ ta các tôi tớ ta đã đem ra khỏi xứ Ai Cập ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi